Chịu lìa nơi gian đàn.
lìa gia lụy nhỏ tuôn tràn, tan điền thương hải còn mang làm chi. Thấy đời đổ lụy lâm ly, nhìn đời mẹ luôn sầu bi cho đời. Xuống trần mượn sáng cạn lời, nhủ khuyên thế sự biết thời đường ngay. Nhất rồi lý mẹ tuôn dài, tuốt sầu ngậm tối tiếng thái ra về. Về rồi mẹ tôi mang quê, tôi là chưa biết ngày về con thơ. Bởi vì con mến trần nhớ, mẹ truyền đạo lý con mơ mơ tàn, nên con mới phụ mẹ già, cho nên con bỏ quê nhà ngày xưa. Nhớ rồi lý mẹ như mưa, thương con hai buổi quý dưa chuyên cần, cho nên mẹ mới xuống trần, thấy con lặng đặng giữa kề sông mê. Cho nên mẹ muốn con về đặng con thông thả giữa kề thượng mến. Mẹ trong con ráng đưa chân, cùng nhau em chỉ là cớ tao cùng. Con hiền phải ráng thương chung, tương rau dừa muối chung còn sửa sang. Thương con mẹ mở tim toàn, nhớ con mà lệ tuôn tràn yêu cung. Muốn cho mẫu tử tương phùng, mẹ khuyên con nhớ yêu cung thăm ngàn. Cho nên mẹ mới dặm ngàn, mẹ hiền xuống thế mở đàn đạo tiên. Mở ra mẹ nhổ nhân hiền đặng mà sửa soạn quá viên trở về. Xin con đừng mến trần mê, mê trần con khó trở về quê xưa. Cuộc đời mai nắng chiều mưa, con còn mất mãi con chưa ra về. Con ơi con hỡi ráng về, cùng nhau em chỉ để quê vào thấy. Quê mình trên chốn cùng lý ra vào thông thả khác chi tiên bồng. Hào quang chiếu rọi mây hồng, tiêu thiệu nhạc trói công đồng xây sang. Sen vàng chớm mây nở đôi hàng, trường xanh mì tổ cúc cây màu hoàng tiệc gai. Mang cho nam nữ gái trai, và con ở lại thiên thai mẹ về. Xin chào Kiều Huệ, chào Tùng Thảo, chào Đoàn Triều, chào Trịnh Tiền.
chào Trung Nguyễn, chào Quỳnh Thắng, chào Thu Hiền. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, huyện Nhẫn. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, nhằm ngày 12 tháng 5 năm 2023. Xin cảm ơn từ buổi sáng đến giờ mọi người quan tâm sức khỏe của huyện Nhẫn và gửi lời chúc sức khỏe cũng như thăm hỏi. Cảm ơn rất nhiều mọi người. Chào Đô La Dương. Sáng nay Nguyễn Nhẫn về viện tim ở thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám sức khỏe cũng như chụp MRI vì bị hẹp mạch vành, cho nên cố gắng điều trị. Cảm ơn bà con Phật tử rất là nhiều. Cảm ơn những người thương yêu Huệ Nhẫn. Sáng nay được hạnh phúc dù vô trong viện tim bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh mà mọi người cũng nhận ra Huệ Nhẫn và giúp đỡ rất là ân cần. Các y bác sĩ rất là tận tình tạo mọi điều kiện thuận lợi. Mặc dù nhịp tim buổi sáng hôm nay 102, tăng xong thì lên 160, nhưng mà sự nhiệt tâm của các bác sĩ y tá, uống thuốc 4 lần thì nhịp tim còn được 85 và huyết áp còn lại 126, thế là cũng chụp được em trai. Chào Long Bến Tre, chào Kim Thi. Nguyện theo mẹ suốt đời, theo mẹ dù gian truân cực khổ không màng. Minh duyên huệ nhận là danh, thành tâm phát nguyện quán ba tu hành. Từ con biết mẫu hoàng thương trẻ, chốn trần miền thọ thẻ bài khai. Mẹ ơi con biết lỗi lầm xưa kia, cãi mẹ trốn cha xuống trần. Vì một phút ham chơi nông nòi, đỏ trần miền làm khổ bách gia. Nghĩ mình con của tiên gia, quyết lòng tu học ngày mai trở về, lập công đức về thưa với mẹ, chuộc lỗi lầm năm tháng tạo ra. Từ ngày con biết mẹ cha, nữ nam huynh đệ trần gia thương nhiều. Vòng tay ấy ngày càng mở rộng, bao tình thương che chở minh duyên, để cho Huệ Nhẫn tu hiền ấy là cái nghĩa, cái tình ghi tâm. Bước một bước xa chơi cõi thế, chốn trần miền xây tạo phúc duyên. Ra đường kẻ mến người thương, ấy là chân điện nương theo mẫu hoàng. Con của mẹ khắp nơi thiên hạ, khắp bàn lẫn nơi chốn trần ai.
nhân biết ơn cha mẹ thăm ăn màu hoàng, biết minh duyên nương dạo quê nhân thương sáng đành dầm giúp bấy lâu. Người tu phước đặng người tu ra đường xanh mây chúng bạn bè cùng thương, luôn giúp mây đỡ cho con chẳng thế nghĩ thăm tình có mẹ chở che. Nhân đây dài tiếng bài khai cảm ơn tất cả nhân duyên trong đời, nhờ công nghi đức tu hành theo mẹ để ngày qua cho tới ngày nay khắp nơi thương mến dậy thời minh duyên huệ nhân rạng ngời muôn phương. Dòng tay lại cúi đầu cảm niệm nghĩa thâm ân Phật tử hữu duyên nghe được minh duyên hữu duyên huệ nhân cùng nhau tu hiền, đồng cùng dắt tay thời nắm đi chặt trở về ngôi nơi chốn bồng lai. Chỉ sao em trước bài khai huynh đi thẳng tiến để thời theo sau, cùng tất cả một lòng chi tiết dẫu cuộc đời sống gần ba đào, dồi trao chân lý mẫu hoàng, dồi trao tâm đạo mẹ cha vui lòng, lập công đức trở về với mẹ con tấu trình xin mẹ chứng nghi minh. Thiên liên con mẹ cánh tiên cùng nhau quy hội minh duyên hạ trường, đáp lễ ấy thăm ơn hoàng mẫu mẹ xét soi dìu dắt đàn con bước cao bước đi thấp lo tròn trở về cầm cũ đài son mẹ chờ. Khuyên con mẹ nhỏ lì tràn yêu cung tựa cửa màng vàng nhớ con, muôn con đạo lý cho tròn đặng ngày dự hội mẹ con tao phùng. Dẫu đời cho mẹ điên khùng mẹ thề trước trẻ chiêu cung banh ngàn. Chào Kelly Nguyễn. Cho nên mẹ mở tự thoảng lá vàng trước do thẳng đàn từ bi. Con ơi ráng gượng ra đi hỏi này đại hỏi vào thế cho rồi. Chào thầy Hai An Nhất, trưởng ban quý tế điện tâm tòa thánh mẫu chùa Minh Viên.
vui chi đâu nữa mà ngồi tình em vật chất làm mồi sống mê. Mẹ ngồi trong đợi con về, không ăn không ngủ chớ hề nghỉ ngơi. Khi vào lì mẹ phun rơi, khi ra châu đỏ khắp nơi cầm hồng. Thương con mẹ muốn ấm bồng, nhớ con thơ thồng mang sầu thoát qua. Cảm ơn Kelly Nguyễn nhiều. Cảm ơn những lời chúc cầu nguyện của mọi người dành cho Quỳ Nhẫn. Thấy con lớn nhỏ dạy cờ dòng cho mắt mẹ có mờ không quên. Đó là mẹ muốn con nên, mẹ khai thuyền lệ xuống lên dạy bài. Nhớ rằng mẹ tiễn hiện tại, con tròn đạo lý giữ rài qua dân. Không tiên phụng thấm về thần, mẹ đâu đành phụ dưới trần con thơ. Vì con đạo lý bơ thờ, mẹ ngồi mẹ mai. Cảm ơn mọi người từ hồi sáng tới giờ rất là nhiều tin nhắn thăm hỏi và chúc phúc cũng như chúc sức khỏe đến với Quỳ Nhẫn. Cảm ơn thăm ân của mọi người, đó là cái động lực và niềm tự hào cho bản thân Quỳ Nhẫn trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Bên cạnh thì còn được nhiều người thương yêu và san sẻ. Chào Nguyễn Kha. Vì con đạo lý bơ thờ, mẹ ngồi mẹ đợi sương mờ tóc mây. Nhìn con đến mẹ mỏi mòn, trong con mà lệ dài khó ngăn. Điện vàng lòng mẹ bâng khuâng, ra vào trước ngọc lị rứng đôi hàng. Con ơi con nhớ kim thòn, gần đây mẹ mở đạo tràng cậy nương. Chào Tô Hằng, chào Quỳnh Mai. Thấy con đạo lý đoạn trường, cho nên mẹ phê chiêu đường nhũ quyên. Muốn cho con trẻ tu hiền, chờ ngày hội họp đoạn chiến điển vàng. Là ngày con trẻ quy hoàng, đó là tháng y mặt con đi đàn rồng tiên. Khuyên con nam nữ đừng quyền, làm ơn thương đức mẹ hiền nghe con. Thấy con quên hạ dập bầm trẻ mẹ nào nằm đằng yên. Dầu mà mẹ có khùng điên mẹ biết tình riêng con lầm. Muốn cho chí nguyện đạt thành, cho nên mẹ mới nhọc nhằn vì con. Dầu cho
sai. Giả từ con ở trần ai, mẹ về tiên cấm ngày mai mẹ chờ. Cảm ơn cha Đi Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn thương yêu Minh Duyên nguyện nhận với bộ kinh Phiên Đời Tu Niệm. Phiên đời tu niệm gần xa, chỉ mong ba tánh gần xa tu hiền. Quán ba mạt pháp cận kề, thì nán một chiếc đưa người sang sông. Chỉ mong khách đi bước xuống thuyền, em chèo em chống người hiền sang đưa. Đưa về quê mẹ Tây Cung, nắng mưa hai buổi em không sợ lòng. Tại em cài mẹ quên cha, em đi xuống thế trần gia không về. Muốn cho trở lại hậu kề, lập công bồi đức trở về mẹ vui. Nên em hiến cả tâm thân, nương vào cửa đạo lắm râm em nguyện cầu. Trước là trả nghĩa tình thâm, quốc dân thị thổ mẹ cha ơn thầy. Đàn na tính thí dưỡng nuôi, ấy là bốn trọng trong đời không quên. Sao là kinh pháp ngày đêm, kêu trong ba tấm để huynh cùng về. Mẹ chờ mẹ đợi mạng quê, thấy đàn con mẹ mãi mê cõi trần. Em nay thay mẹ dưới trần, khá kêu huynh để huynh trở về. Quê mình sớm nắng chiều mưa, quê mình hai buổi thị trưa ấy mà. Quê mình ở chốn đại mây, quê mình có mẹ đợi chờ bớ ai. Muốn về thăm mẹ kiếm giai, kha mau thức tỉnh ngày ngày xin tu. Chào Công Nam, chào Nguyễn Thọ, chào thầy Hùng. Muốn về quê mẹ cùng em, thì mau thức tỉnh kim giai quy hồi. Cớ trời tạo hóa quần khai, thương trần mẹ mới truyền mai đạo màu. Thương con mẹ hé mạng lầu, thương con mẹ mới ngồi hầu đợi con. Quê nhà lòng mẹ hiếu hôn, quên tàn mẹ thấy con còn ham sáng. Hỡi ơi huynh đệ xa gần, kêu trong ba tấm quê
nơi mình mẹ trông. Mẹ trông mẹ đợi đêm ngày, chỉ mong huynh đệ trần ơi trở về. Nhà mình có mẹ giữa kề, mẹ bồng mẹ bế mạng quê đợi chờ. Quê nhà lòng mẹ hiếu hôn, quên tàn mẹ thấy con còn ham sáng, nên con quên điện mẹ hiền, tưởng là con sống quên tàn là yên. Mẹ ngồi lì đổ bình yên, ngày nào con giữ rộng tiếng mây lầm. Chào Đăng Quang, chào khách vi Phùng Lê. Hôm nay chỗ cô Thúy và Đăng Quang thiết lập một cái ấn nguyện bảo điện rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Quý nhận rất là quan hỷ, rất là vui mừng khi con của mẹ ai ai cũng biết tôn kính mẹ, thương nhớ mẹ, lập đàn thờ phụng mẹ, ngày đêm hiếu kính mẹ. Đó là một việc làm rất là thiết thực, ý nghĩa để mà mình là con của mẹ, thờ kính mẹ, sùng bái mẹ, và đặc biệt là thiết lập được một cái cung điện trang nghiêm để thờ mẹ cho huynh đệ gần xa biết đường quay về với quê tiên chốn cũ. Đó là một việc làm hết sức là chính đáng. Quê mình sớm nắng chiều mưa, quê mình thầm ấy cung tiên ấy mà. Nay thi lê lầm thành phát nguyện, chốn đường trần thiết lập dò quê. Đảng tràng ấn nguyện lập đạo tràng vinh hiển trang nghiêm tôn thờ. Nhìn cung cảnh quê xưa ẩn hiện, thấy mẹ cha đầy đủ ngôi đơn. Điện vàng thiết lập tứ gia làm nơi thờ bái gần xa. Đăng Quang lại với thi lê, một lòng tôn kính mẹ cha tôn thờ. Lập ân nguyện bảo đồng tôn kính, phụng thờ trên lĩnh mẹ cùng cha. Hương đăng qua quả tam tòa ngũ hành liệt chỉ năm bà chúng mình. Đàn tràng y mạo vinh quang, ngày đêm thờ bái thịnh an lĩnh bà. Lòng quan hỷ nhìn qua ân nguyện, dạ vui mừng con mẹ thế gian. Xưa nay mẹ mãi đau hờn, một ngôi miếu nhỏ vậy thời cũng khóc. Con hiếu tử lập trang thờ kính, thỉnh mẹ cha an vị ngôi cao. Ngày nay thiết lập kim trào, xin cha với mẹ bước vào tràng thi. Ghi tên tuổi bản vàng ghi tạc,
cho con hiền nay được rạng danh. Thầm ơn ghi tạ trong lòng, chúc cầu ân nguyện ngày càng hiển vinh. Con hiền ráng bước cho nhanh, mẹ ngồi mẹ hé màn sanh mẹ chờ. Ráng đi con ráng kịp giờ, long qua trường mở mẹ chờ con đi. Chào Thiên Long Nam, chào Trang Phan, chào cô Yến. Ráng đi con hỡi ráng đi, mẹ ngồi mẹ mỏi trong chờ, trông cho con trẻ bước chân lẻ làng. Mau con để trễ chuyến thoàn, đò chiều có mẹ Tiền Giang trong chờ. Về quê nguyệt mờ, mẹ khiêu đuốc quệ bên bờ ngồi trong. Sợ con trễ hội mây rồng, chị em con sáng công đồng đến nơi. Mẹ kêu con hỏi con ơi, ráng dìu em chị về nơi hoa tràng. Dạy thờ con vương tay nàng, mẹ thương mẹ mới dặm ngàn ra đi. Những con trở lại qua kỳ, hội này đại hội con thì sáng lo. Chào phúc bình an, ngày đêm con ráng lặn dò, ráng về cho kịp chiến đò nghe con. Đời này là buổi hiếu hôn, mẹ còn không nghĩ lầu son điện vàng. Chào Cẩm Hà Đặng, con còn mắt cầm gian nan, mẹ đâu có nghĩ điện vàng nữa con. Trong con đạo lý cho tròn, đồng chung em chỉ lầu son con về. Chào Hồ Thanh Nguyên, cảm ơn thầy khỏe ra. Về con mẹ nhắc con về, con đừng để mẹ mà quê lý tràn. Nắm tay em chỉ lên hoàng, mẹ tháng giả mẹ nát tan điện rồng. Muốn nghĩ sao đứa ấm đứa bồng, đặng về cho kịp công đồng thượng quân. Chị em con chớ giận hờn, dẹp sầu để mẹ khỏi đờn con vui. Thấy con mẹ mãi ngậm ngùi, với con mẹ luôn sụp sùi ly xa. Muốn con em chỉ chung hòa, nhân hiền sao đặng chiếu qua liêm rồng. Chào cô Tây Tiền Giang, nhưng cho con trẻ vừa lòng, để sao con trách đi công đồng vô minh. Ngày nay mẹ tỏ hết tình, mẹ cho con biết gia đình quạnh yêu. Cơ
trời thấp y thoáng bóng chiều, số người chẳng khác qua chiều phù chung. Đạo hiền còn sáng chung cùng, mẹ tháng mà mẹ chiếu cung lệ tràn. Buồn lòng mẹ mới rầu than, lo con nam nữ qua tràn lỡ duyên. Chào Nguyễn Ngọc, chào Phai Nguyễn. Ra vào phải nhớ con hiền, chị em con ráng kịp thiền sang sông. Cũng đừng nay bưởi mai bồng, nghĩa tình em chỉ một lòng thương nhau. Nay còn gặp cảnh lao đao, mai về giữ hội màn cao thanh nhàn. Nhưng con mà lụy tuôn tràn, sợ con không biết kẻ mẫu hoàng là ai. Miệng lặng lưỡi môi mỉa mai, không cho trở lại bằng nơi quê nhà. Con còn có một mẹ già, mẹ xin con phổi ma tà ra đi. Mẹ con trong gặp hoa kỳ, mẹ ngồi trước cái cửa trường thi mẹ chờ. Kinh Phật mẫu lời khuyên lai lan, chỉ mong rằng linh tự biết tu. Ai mà có nghĩa có nhân, ai mà yêu kính diêu cung mẫu hoàng. Ai thương huệ nhận minh duyên, cùng nhau hỏi hiệp tu trì về quê. Chốn xưa tiên cảnh lạ nhà, cùng chung một mẹ ráng mà tu nghe. Tu sao em chị chung phòng, tu sao huynh để nhà mình vui an. Tu về tay cạnh mẹ vui, tu là sửa hết tâm tình hiền lương. Chào Tiết Sương, chào Võ Thu Thủy. Võ Thu Thủy tu thế gì đó. Kinh Phật mẫu nghe buồn tha thiết, như ru hồn rót mật vào tai. Lời ngon tiếng ngọt mẹ dặn, mẹ cho con trẻ nam thầm biết tu. Ai mà yêu kính mẹ cha, ráng tu trở lại quê ta Tây Đình. Cháu kính chưa? Nghe nữa không à quý vị? Mệt chưa? Mọi người mệt chưa? Con làm cái gì đấy? Má hết pin hết gì? Cảm ơn sức khỏe thầy được bình yên à.
À, sức khỏe thầy tốt rồi ạ. Mày điều nghèo luôn nè. Dạ về hồi chiều á cô Quỳnh Mai. Chào cô Yến. Đuối quá, ngày hôm nay hơi đuối quá cho nên thầy không có livestream lâu được. Uống thuốc để chụp em trai á, cho nên sức khỏe cũng không được tốt lắm. Sợ mọi người lo cho nên lên livestream trực tiếp cho mọi người thấy Quy Nhẫn còn sống, cho mọi người đỡ lo. Bữa Long An về tới nhà 2 giờ khuya. Dạ thôi, hôm nay mình livestream tới đây thôi nha. Chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc. Xin phép cho Quỳnh Nhẫn nghỉ sớm một bữa ha. À, đi mới về cũng chưa được khỏe lắm, chưa ăn uống gì hết. Bây giờ ăn cháo rồi uống thuốc, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mọi người nghỉ ngơi nha. Cảm ơn rất nhiều mọi người đã quan tâm lo cho Quỳnh Nhẫn từ sáng tới giờ. Chúc tất cả nhà chúng ta thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống này. Cầu cha mẹ bảo hộ cho chúng ta được vạn sự an khương, cát tường như ý. A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người nhiều. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ha. Bye bye.